Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video quay lại công tác chiến đấu của lữ đoàn pháo binh 148 của lực lượng vũ trang Ukraine tại mặt trận. Трубка 49,1, 1 по готовності вогонь. Một binh sĩ Ukraine vui mừng trong khoảnh khắc khai hỏa một khẩu pháo tấn công vào vị trí của quân Nga. Một chiếc xe tải Kamaz của Nga bị dron FPV của Ukraine phá hủy ở khu vực làng Stepno của vùng Donetsk. Sau khi bị tấn công, tài xế trên xe cố gắng lái chiếc xe đang bốc cháy về nơi trú ẩn. Toàn bộ quá trình di chuyển của chiếc xe đều bị drone trinh sát của Ukraine quay lại. Khi chạy được một đoạn thì các binh sĩ lái xe quyết định bỏ xe tháo chạy. Lửa từ bên dưới gầm xe lúc này đã bốc lên đến thùng hàng. Lửa đã lan ra khiến toàn bộ chiếc xe bị thiêu rụi. Video đăng trên mạng xã hội X cho biết, một người Ukraine tên là Yehen Ananitsky làm việc cho quân Nga, chuyên tổ chức phòng tra tấn ở thành phố Berdyansk, nơi đang bị Nga chiếm đóng thuộc vùng Zaporizhia, đã bị thanh lý bởi tình báo quốc phòng Ukraine. Chiếc xe Ford của ông đã nổ tung vào sáng 15 tháng 5 năm 2024. Ananitsky giữ chức vụ tại khu cải huấn số 77 và trực tiếp tham gia tra tấn tù nhân Ukraine. Video đăng trên mạng xã hội X cho thấy, một xe bọc thép BMP-1 của Nga đã phát nổ khi đang tấn công vị trí Ukraine ở Yugozhan. Video không cho biết nguyên nhân cụ thể của vụ nổ là gì. Video cho thấy lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công làng New York bằng bom chùm RBK-500, nơi quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng. Video quay lại trực thăng Ka-29 của Nga tiêu diệt trên mặt nước của Ukraine khi chiếc drone này đang thực hiện cuộc tấn công vào vịnh Vodka, bán đảo Crimea. Sự việc diễn ra vào buổi sáng ngày 6 tháng 5 năm 2024. Yeah. 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 Yeah.
ở hướng ngạn sông Dnieper thuộc vùng Kherson. Đơn vị pháo binh dù của Nga sử dụng một khẩu pháo kéo để thực hiện một cuộc phản pháo nhắm vào quân đội Ukraine. Cuộc phản pháo đã tiêu diệt một pháo tự hành và một pháo kéo của lực lượng vũ trang Ukraine ở cách đó 20 cây số. Video cho thấy một binh sĩ Nga đang thực hiện các đòn tấn công bằng súng phóng lựu. Video cho biết, các đòn tấn công này đã phá hủy xe bọc thép hạng nhẹ cùng hầm trú ẩn của lực lượng vũ trang Ukraine. Надо в блиндаж, значит, блиндаж положен. И уже на автомате просто уже подает, заряжаешь, все уже раз, 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 раз. То есть, ну, это на автомате уже тут, я не знаю, как. Video cho thấy drone FPV của đơn vị Perun thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các binh sĩ Nga đang đóng quân ở làng Novomykhalivka, vùng Donetsk. Các cuộc tấn công đã tiêu diệt 7 binh sĩ và làm bị thương 3 người khác. UAV của Trung tâm Hàng hải số 73 thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công các vị trí của quân Nga. FPV của Lữ đoàn Cơ giới 47 Ukraine tấn công xe tăng T-90M của Nga tại làng Soloviev, vùng Donetsk.
một xe thiết giáp BMP-2 của Nga khi đang di chuyển thì phát nổ do cán phải mìn chống tăng T-62M của Ukraine ở phía tây làng Soloviev, vùng Donetsk. Video ghi lại cuộc tấn công của không quân Nga vào vị trí của Ukraine ở Chapsovya vào ban đêm bằng bom FAB-1500. Đây là chiếc xe thiết giáp chở quân của Ukraine, cũng được trang bị mái che để chống FPV, tương tự những chiếc xe tăng rùa của Nga. Tiếp đến là những hình ảnh của những phần rời rạc của một xe thiết giáp BMP của Nga sau khi bị tấn công và nổ tan tành ở vùng Zaporizhia. Kết thúc bản tin là video quay cảnh một lính bắn tỉa Ukraine đang luyện tập với một chú cún con ngồi phía sau như tiếp thêm tinh thần cho anh. Thank you.